Bát cho nó thì trước bát thì phải thuyết phục những đôi tai khó tính nhất. Báo cáo quý vị là trước bát quý vị đây là đôi loa Đờ Nông. Đôi loa này cũng đã khui hàng cho quý vị rồi. Nhưng mà trong thời gian qua thì có nhiều vị thì nó do Covid đấy, em cũng hạn chế khách đến nhà nên là có nhiều bác yêu cầu test thì đợt sân này bắt đầu có dịp em test cho các bác. Đôi loa này thì bát phải nói luôn là đánh sâu ấm mềm. Bác nào thích nghe chất sâu ấm mềm, và cái thứ hai nữa là hàng xấu xấu bẩn bẩn cho các bác đây. Thật ra nó là gỗ, những đôi loa này nó đều thiết kế, nó đều làm bằng gỗ, gỗ thịt đấy. Nên là cái chuyện mà xấu xấu bẩn bẩn như thế này chẳng hạn em chưa lau đâu. Cái này các bác ráp đi phun mốt thôi. Ráp đi phun mốt. Tóm đi tóm lại là những cái chuyện mà sứt sẹo hay một tí này, hoặc là nó là thùng gỗ thịt thì các bác về các bác xử lý được thoải mái. Cái này mất khoảng độ 500k cho bác thợ mộc nào đấy thì bác ý làm đẹp hết cho các bác luôn, vào vét ni trở về màu gỗ đẹp keng. Hôm nay em báo nên em bảo là đôi loa xấu xấu bẩn bẩn. Mức giá của nó là 8.900.000. Đôi loa này được thiết kế với lại hai bát 25, hai bát thật luôn. Hai bát 25, hai bát thật, một chung và hai tép. Con này bác nào mê tiếng bát thì chút nữa các bác đeo tai nghe cho em. Đối với loa của em thì em quay trên cái máy này này, các bác cố gắng là đeo tai nghe và giúp em. Nghe trên TV với điện thoại hoặc máy tính nó sẽ không hay lắm đâu. Đeo được tai nghe vào thì nghe nó sẽ rõ ràng, nó sẽ rõ ràng chi tiết hơn rất là nhiều. Rất là nhiều. Mức giá 8.900.000, con loa này bao cho quý vị là quá nặng so với những loa khác, so với kích thước ngang nó thì nó gần gấp đôi. Ê căng còn đầy đủ. Sau đây mời quý vị vào với bản test của em, nó gõ như cho các bác nào. Và em đo luôn cái thông số cao cho các bác cho nhanh nữa, nó đỡ phải. Đây, chiều cao của em nó là 70,05 cm chiều cao. Chiều ngang đây nhá. Chiều ngang là 39. Chiều sâu là 25. Chết 35. Đấy. Còn hai bát 25, hai bát thật rồi. Mời các bác đến với lại bản test, em sẽ test khoảng độ 2 đến 3 thể loại nhạc cho các bác, nên các bác cứ chịu khó theo dõi. Ví dụ các bác nghe bài đầu này bác thấy ok rồi thì bác tua một đoạn, bác nghe bài khác cho em. Để em muốn mở nhiều dòng nhạc để thay đổi nhiều cái phong cách, nhiều cái tính cách khác nhau. Có nghĩa bác trung tuổi thì bác muốn nghe này, nhưng có các anh nào muốn nghe nhạc nhẹ hơn hoặc bốc hơn thì em sẽ thay đổi dòng nhạc cho các bác để làm sao nó, để cho các bác nghe thử các loại nhạc nó thích hợp hơn với mình. Mời các bác. Nào em lớn như anh,
Đối với dòng nhạc cổ này thì nhiều lúc là không thích nghe với một số các bác, các chú, các bác, các anh trẻ. Nhưng mà đây là những dòng nhạc từ trước những năm 75 nên họ không xử lý nhạc bằng kỹ thuật số. Nó nhiều lúc nghe nó hơi thô, hơi mộc, nhưng nó sẽ thích hợp với một số bác thích nghe nhạc cổ nên em vẫn mở. Sau bài cổ này lại sang một bài khác để cho các bác so sánh xem là con này nó xử lý các dòng nhạc thấp và cao như thế nào, kể cả nhạc cổ. Vì những dòng nhạc cổ này họ xử lý có những dòng nhạc guitar các bác cho xử lý loa không chuẩn, nó xé dây loa luôn ấy. Riêng nếu mà test loa và các bác cứ đẩy nhạc guitar vào cho em xem, loa không chuẩn nó xé loa luôn, không đơn giản. Nếu mà mình không biết chỉnh âm lượng giảm nhanh các bác ấy.
xin phép được tạm dừng. Đôi loa đờ nông này thì em vừa test cho các bác nghe rồi đó. Rồi sau đây em sẽ quay chi tiết cái model của nó phía sau. Đây một đây. Tôi muốn giới thiệu. Đây. Đây là đôi loa đờ nông SC107. SC107 ạ. Hàng xịn luôn. Báo chất bảo nặng cho các bác. Con loa xấu xấu bẩn bẩn nhưng mà đây. Bao phê cho các bác luôn. Đây này, em chưa lau dọn nó nhá. Đây này, đấy. Em lau tay nó sạch đấy. Mức giá là 8 triệu 9 đôi loa này. Quý vị nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại là 0911 169 961. Tất cả các mặt hàng em giới thiệu trên này cho quý vị là em đã báo giá, em đã cân nhắc rồi, cân đối rồi. Quý vị nào lấy được thì liên hệ với em.